Nam thần xì bít và vai mặt lạnh, hết Nhậm Gia Luân lại tới Trần Hiểu bị tình yêu của tới tả. Nhậm Gia Luân Trần Hiểu đã có màn hóa thân xuất sắc trong Cẩm Y Chi Hạ và Mộng Hoa Lục. Mộng Hoa Lục của Trần Hiểu thời gian gần đây đang nhận được sự đón nhận lồng nhiệt từ phía khán giả. Trong những tập đầu phim Mỹ Nam 8X được người đời gọi bằng cái tên rất hãi hùng Diêm La Sống, cụm từ này khiến cộng đồng mạng vội lên tưởng đến các nam chính ở các tác phẩm khác cũng có biệt danh tương tự. Điều trùng hợp là Diêm La Sống của Trần Hiểu cho tới Diêm Vương Mặt Lạnh của Trịnh Nghiệp Thành đều có một điểm chung thú vị sợ vợ. Thứ nhất, Nhậm Gia Luân. Nhân vật đầu tiên trong làng sợ vợ chính là Lục Dịch, Lục Diêm Vương của Cẩm Y Chi Hạ. Đây cũng là bộ phim giúp cho Nhậm Gia Luân giành được sự chú ý từ phía khán giả sau khi tin tức kết hôn được nổ ra. Trong trí nhớ của người xem, Lục Dịch là một cẩm y vệ máu lạnh, tàn nhẫn đến mức có tin đồn anh sẵn sàng giết cả người huynh đệ thân thiết vì tham vọng của bản thân. Nhưng càng theo dõi bộ phim, người ta càng nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Lục đại nhân thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cũng rất đáng yêu, nhất là khi anh tìm thấy tình yêu của đời mình, viên kim hạ Đàm Tùng Vận. Trịnh Nghiệp Thành tiếp nối đàn anh Lục Dịch đi trước, thẩm yến của Trịnh Nghiệp Thành trong Trúc Khánh Hảo cũng không khá hầm hơn. Dù mạnh mẽ có là Diêm Vương Mặt Lạnh, đến đâu khi đã va vào tình yêu, anh cũng đỡ không lại. Công tâm mà nói, Trịnh Nghiệp Thành đã hóa thân vào vai thẩm yếm quá ngọt, khi cả lạnh lùng có lạnh lùng, cần yêu chiều ấm áp thì lại quá thừa tiêu chuẩn, khiến dân tình không thể không lọt hố. Thứ ba, Trần Hiểu. Cố Thiên Phàm từng có khoảng thời gian không ưa cái danh Diêm La Sống, nhưng khi được Cret khen ngợi, anh lại tỏ ra vô cùng tự hào về cái tên này, làm cho người xem phải phì cười. Cố Thiên Phàm trong Mộng Hoa Lục sở hữu một chiếc mồm cực nghiệp, hầu như lần nào nói chuyện với Triệu Phản Nhi, anh chàng cũng khiến cô phải bực đến điên người. Nhưng dù vậy, chỉ cần ai đã bắt nạt Phản Nhi, anh luôn là người đứng ra bảo vệ người yêu đầu tiên. Chính điều đó lại càng khiến khán giả thêm yêu quý vai diễn của Trần Hiểu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Bvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.